Nhận định bóng đá đội tuyển Việt Nam vs Nam Định, 17:00 ngày 9 tháng 10, thầy Kim xem dò Rafaleng. Sau 8 năm, đội tuyển Việt Nam mới thi đấu nội bộ với một câu lạc bộ trong nước. Đó vốn dĩ đã là một điều khiến người hâm mộ tò mò. Hơn thế nữa, đây còn là Nam Định, nhà đương kim vô địch V-League và cũng đang sở hữu hàng loạt ngoại binh, cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. Rafaleng, Nguyễn Xuân Son là một điển hình trong đó. Câu lạc bộ Nam Định có thể sử dụng đến 8 ngoại binh ở trận gặp đội tuyển Việt Nam. Phân tích phong độ đội tuyển Việt Nam vs Nam Định. Do điều kiện khách quan, Lebanon không thể thi đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó, đội tuyển Ấn Độ cũng đề nghị xin đổi lịch thi đấu. Từ ngày 9 tháng 10 sang 12/10 nhằm có thêm thời gian rèn luyện lực lượng. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng vì thế mà khó xoay sở trong việc lựa chọn một đội tuyển quốc gia khác thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 10. Trước tình thế ấy, một lời đề nghị đá giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Nam Định đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi tới đại diện Thành Nam. Ngay lập tức, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bày tỏ thiện chí. Nhà đương kim vô địch V-League còn nhiệt tình di chuyển lên Hà Nội để làm ê quân xanh để cho Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội. Màn so tài giữa đôi bên diễn ra vào lúc 17:00 ngày 9 tháng 10 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nam Định có nhiều lý do để thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Thứ nhất, trong lịch sử, không phải lúc nào một đội tuyển Việt Nam cũng rèn quân với câu lạc bộ ở V-League. Lần gần nhất đã diễn ra cách đây 8 năm, khi những chiến binh sao vàng dưới thời người tiền nhiệm Toshiya Miura cọ sát với câu lạc bộ Hà Nội. Với hàng loạt tuyển thủ quốc gia có trình độ hàng đầu cả nước, đội tuyển Việt Nam hẳn nhiên là đối thủ mà bất cứ câu lạc bộ nào của V-League cũng khao khát đối đầu. Trong đó có Nam Định. Được biết, đội bóng Thành Nam sẵn sàng tung vào sân đội hình mạnh nhất, bao gồm 7 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch Rafaleng. Song song với đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng hứa hẹn đưa vào sân các ngôi sao lớn như Tuấn Anh, Nguyên Mạnh, Hoàng Anh, Văn Kiên nhằm ê đãi tiệc ê đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Với riêng cá nhân Rafaleng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để anh ghi điểm trực tiếp với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thực tế ngay sau khi nhập tịch Việt Nam, chân sút này đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ phía nhà cầm quân người Hàn Quốc, bên cạnh làn sóng với nhiều quan điểm nghiêng về ủng hộ của giới mộ điệu nước nhà. Chỉ tiếc rằng, do chưa đủ thời gian làm việc tại Việt Nam theo quy định tối thiểu 5 năm từ FIFA, Rafaleng hay Nguyễn Xuân Son chưa thể đáp ứng điều kiện cần để được triệu tập lên những chiến binh sao vàng. Dẫu sao, việc được đối đầu trực tiếp với đội tuyển Việt Nam hứa hẹn là động lực để Rafaleng quyết tâm thể hiện mình. Những bàn thắng trước hàng thủ Việt Nam hiển nhiên là điểm cộng cho cầu thủ nhập tịch này trong mắt BHL Việt Nam hay người hâm mộ nước nhà. Nhất là trong thời gian gần đây, Rafaleng trải qua cơn hạn bàn thắng. Nam Định sẽ là đối thủ vừa sức để huấn luyện viên Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình trước khi AFF Cup 2024 diễn ra. Về phía đội tuyển Việt Nam, đối đầu với câu lạc bộ Nam Định vốn sở hữu một loạt ngoại binh, cầu thủ nhập tịch và nội binh chất lượng cao cũng là phương án khả dĩ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể kiểm chứng năng lực phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trước hàng công mạnh nhất V-League mùa trước. Thêm vào đó, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng cần phải chứng minh hàng phòng ngự do ông gây dựng đã chắc chắn và an toàn hơn ở đợt tập trung thứ 3. Bởi trước đó, trong 4 trận thuộc 2 đợt thi đấu FIFA Days hồi tháng 6 và 9, những chiến binh sao vàng đều thủng lưới ít nhất 2 bàn một trận. Song song với đó đương nhiên là mặt trận tấn công. Trước Philippines, Iraq, Nga hay Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đều có những mảng miếng đáng chú ý hướng về phần sân đội bạn. Tất nhiên, trước một hàng thủ của câu lạc bộ V-League, huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn Tiến Linh cùng các cầu thủ tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội khi đối diện thủ thành Nguyên Mạnh. Sau cùng, đây là một trận đấu tập nội bộ. Việc xoay tua nhân sự, trao cơ hội cho một số cầu thủ như Văn Quyết, Văn Vũ, Đình Bắc, Trung Kiên, Thái Sơn, Văn Khang, Vĩ Hào cũng là điều được người hâm mộ chờ đợi đối với đội tuyển Việt Nam. Thông tin lực lượng đội tuyển Việt Nam vs Nam Định. Đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nam Định có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam vs Nam Định. Đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Philip, Văn Thanh, Việt Anh, Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Hùng Dũng,
Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Quyết. Nam Định, Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Văn Khánh, Lucas, Thanh Hào, Khắc Ngọc. Tuấn Anh, Caio Serra, Henrio, Rafaelen, Lucas Shiva. Bonrea Peluet, dự đoán kết quả đội tuyển Việt Nam vs Nam Định. Trận đấu với Nam Định chỉ mang tính chất đấu tập nội bộ nên huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ ưu tiên thử nghiệm các nhân tố mới. Dẫu vậy, mặt bằng trình độ của đội tuyển Việt Nam vẫn đủ chất lượng để khoan phá hàng thủ Nam Định. Một trận đấu nhiều bàn thắng, giàu tính cống hiến là điều đáng chờ đợi trong màn so tài thú vị này. Dự đoán 3-2.